Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay nhạc cụ Trần Liêm sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cây piano Kawai, mã của nó là CA71. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi. Và bây giờ mời cả nhà cùng xem qua cái đàn của mình trên mặt đàn nè, cả nhà thấy không? Phím của nó là phím gỗ nha. Đó. Nặng, bấm rất là đã luôn. Tự trưng như là cây piano trơ luôn. Rất là hay luôn ha, âm thanh rất là xuất sắc luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ cho cả nhà nghe thử cái tiếng organ nhà thờ. Mình rất thích cây đàn này. Ở cái chỗ là cái tiếng đàn organ nhà thờ nó rất rất là giống luôn. Tiếng ra nhà thờ là xuất sắc luôn ha. Rồi ở trên cái góc đàn này là nó có cái chế độ ảo ma thuật nè, dành cho các bé để các bé chơi, là ngồi lên trên đàn là đánh nút nào thì tung ra một cái bài nhạc luôn đó cả nhà. Đó, đánh từ lưa là tung ra một cái bài nhạc luôn này. Rồi cái đàn này rất là xuất sắc luôn, không còn gì mà để nói nữa. Rồi nếu mà cả nhà muốn đến đây xem đàn thì đến số địa chỉ 48 Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và tem Trần Liêm cũng đã để số điện thoại ở bên dưới để cho cả nhà tiện điện thoại đến ha. Rồi anh em ở đây sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho cả nhà ha. Rồi và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.